Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ luyện tiếp cái game Monopoly rất là hay. Không mở được nhiều vòng quay quá. Còn thứ 2000 mấy. Đồng game 500 đấy nè. Lên được 2700 luôn. 2700 lượt quay. Quá nhiều. Rồi được 3 cái tích cơ. Bây giờ trở lên đây đi. Rồi tiếp cái này, mở tiếp cái này. Nhân 50 được một cái hộp quà tím, đạn cá, đúng rồi, rồi đạn cá ngay chú cái này. Được 5 triệu mốt cũng được. Đây. Rồi đây. À, thôi quay thôi. 100.000 ok. 30 lần hả? Rồi đúng rồi. Quá nhiều vòng quay. Trời, thêm 300 nữa hả? Được 3 lần quay. Mười chữ gì đây? Trời, thêm 10 phút nữa hả? Được quá. 60 xem chú rùa. Trời ơi. Bảy trăm. Ba ngày nữa nha. Để cho 100 lần quay nữa. Đặt bún tóp nữa không? Tiền đó mấy bạn ơi. Tiền
mấy triệu. Tôi biết.
sức. Trăm hai mươi bốn triệu. Chị hai sáng bên kia đi cho mầm không thấy đâu làm sáng thì mình lấy ốc củ thì dặn cái mâm củ mâm củ à vậy chứ em lấy mâm em thay mâm mới cho nó đẹp lên đặc biệt là cái gì có sáng hả thank you.
Em muốn bao giờ tôi bị trị tiền hoa ra. Các bạn lấy lắp cho bạn ơi. Rồi xong hết hả. Xây nhà. Thế là đã xong, ô chưa xong rồi. San Antonio. Kia qua tới đây luôn, đang rồi. Nữa hả? Tim nữa hả? Ồ.
rồi thử game. Thank you.
con, tên này rút của bạn.